Lươn thành phẩm mà bên em đã làm xong. Thì cái lươn này này bên em làm xong sẽ giao đến khách hàng. Tùy theo khách hàng họ lấy bao nhiêu thì bên em sẽ giao cho khách hàng bấy nhiêu. Đấy, quý chị thấy rất là ngon nhé. Đó, sợi rất là đều đẹp. Và lươn này là lươn đồng 100% quý chị nhé. Đó. Rồi, em lại mến chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn trở lại video của em nhé. Thì trong video ngày hôm nay, bên em cập nhật cái giá lươn thịt, lươn thương phẩm cũng như là lươn thành phẩm trong tháng 7 này mà bên em đang thu mua vào cũng như là cung cấp ra thị trường. Thì hiện tại cái lươn thịt, lươn thương phẩm bên em đang thu mua vào từ 140 đến 150 trên 1 kg đối với cái lươn đầu tự nhiên và lươn xô. Thì bên em sẽ xem lươn và đánh giá chất lượng của lươn và đưa ra giá cụ thể phù hợp cho quý anh chị. Đó, thì cái lươn đồng hiện tại bên em đang thu mua vào từ 140 đến 150 nghìn trên 1 kg. Với cái lươn xô thì như quý anh chị đang xem đây là cái lươn đồng. Cái lươn này là lươn xô nhé. Thùng này thì bên em đang bắt đầu đóng cho khách này. Nên là hôm nay bên em cập nhật lại những các cái hình ảnh cụ thể nhất mà bên em đang thực hiện, cũng như là những các cái giá lươn thịt, lươn thương phẩm trong tháng 7 này đến quý anh chị tham khảo. Còn về cái lươn nuôi thì hiện tại bên em cũng mua xô từ 101 đến 120 nghìn trên 1 kg. Thì hiện tại cái lươn này là xô với những các cái video lần trước bên em cập nhật thì lươn hiện tại nó đã lên quý anh chị nhé. Nó lên là do vì hiện tại khu vực phía Bắc trời đang rất là nắng và đồng ruộng thì khô cạn, cũng như là bà con họ đã cấy xong, cho nên là cái nguồn lươn tự nhiên ở ngoài đồng nó cũng ít đi, tức là không phải khan hiếm nhưng mà nó ít đi, thì đẩy cái giá lươn thịt, lươn thương phẩm nó lên cao. Như chu kỳ như mọi năm tầm này thì lươn nó cũng không phải là cao lắm, nó chỉ dao động từ 11, 12 đối với cái lươn xô, lươn đồng tự nhiên. Tuy nhiên bên em vừa phân tích xong thì cái thời tiết khắc nghiệt là hạn hán kéo dài cũng như là nắng nóng kéo dài, cộng với là bà con họ đã cấy xong thì đẩy cái lươn thương phẩm trong thời gian gần đây nó lên rất là cao. Thì hiện tại đối với cái lươn nuôi do ảnh hưởng của cái lươn tự nhiên cho nên là nó cũng đẩy được cái giá lên. Thì những cái video lần trước bên em cũng cập nhật cái giá lươn nuôi thì nó dao động chỉ từ 90 đến 100 nghìn trên 1 kg đối với cái lươn xô. Đấy, thì video ngày hôm nay bên em cập nhật trong tháng 7 thì nó đang dao động từ 110 đến 120 nghìn trên 1 kg đối với cái lươn nuôi và lươn xô. Đối với cái lươn nuôi thì bên em cũng nhìn những các cái hình ảnh thực tế. Còn nếu quý chị ở xa thì bên em sẽ xem những các cái video mà bên quý chị có lươn thịt, lươn thương phẩm thì gửi qua Zalo bên em. Bên em sẽ xác định và sẽ đánh giá chất lượng lươn và sẽ đưa cái giá phù hợp với từng quý chị. Đấy, thì video ngày hôm nay bên em cập nhật rất là rõ ràng, rất là chi tiết gửi đến quý chị. Còn đối với cái lươn thịt, lươn thương phẩm bên em đang có rất nhiều loại, rất nhiều mẫu mã. Nếu quý chị có cần thì liên hệ qua bên em cũng để số điện thoại trên cái màn hình video mà bên em đang cập nhật đến quý chị. Còn đây là cái lươn thành phẩm bên em quý chị nha. Đây, cái lươn thành phẩm này hiện tại bên em giao cho nhà hàng là họ dùng để nấu cháo lươn và miến lươn và súp lươn. Thì bên em có rất nhiều loại lươn thành phẩm, nó tùy theo khách hàng họ đặt thì bên em sẽ làm theo yêu cầu của khách hàng. Đây là hôm nay bên em đang làm cái lươn này là lươn cháo cũng như là miến lươn thì bên em sẽ làm cái lươn này. Còn súp lươn thì có một số nhà hàng họ dùng cái lươn bên này, cũng có một số nhà hàng họ dùng cái lươn này là để làm súp lươn. Tuy nhiên thì cái lươn súp này phải chọn, tức là lươn cháo nhưng mà mình phải chọn những các cái con đầu cháo đẹp, làm sao mà những các cái miếng lươn nó đều như nhau ví dùng làm được ví làm được cái món súp lươn. Tuy nhiên thì có một số nhà hàng họ lại dùng bằng cái lươn dọc sống, là cái lươn dọc để cả nguyên con dọc sống. Còn đây là bên em đã làm chín, bên em hôm nào làm cũng rất là nhiều nhé. Còn đây là muốn
lươn thành phẩm mà bên em đã làm xong. Cái lươn này này bên em làm xong sẽ giao đến khách hàng, tùy theo khách hàng họ lấy bao nhiêu thì bên em sẽ giao cho khách hàng bấy nhiêu. Đại sư chị thấy rất là ngon nhé. Sợi rất là đều đẹp. Và lươn này là lươn đồng 100% quý chị nhé. Còn đây là xương lươn này. Thì cái xương này là bên em cũng đưa cho khách hàng, tức là họ lấy bao nhiêu cân thịt thì đi kèm với xương lươn này. Đấy, thì cái xương này rất là ngọt quý anh chị. Nấu cháo lươn hay là miến lươn thì bắt buộc là phải có cái xương lươn này, thì nước nó mới ngọt. Và lươn này bên em hoàn toàn bằng lươn đồng 100% quý anh chị. Đấy, quý anh chị thấy lươn nó vàng sợi và nó rất là săn chắc. Đây là cái thùng lươn bên em nữa này. Đấy, quý chị thấy rất là nhiều nhá. Này, đây là một thùng nữa nhá. Đây là những các cái thùng lươn mà bên em đã phân loại hết ra rồi. Đây là lươn trọn này. Còn đây là lươn này. Cháo, nhưng mà tuy nhiên thì cháo này bên em cũng đã chọn rồi nhé. Đấy, rất là nhiều loại, nhiều mẫu mã cho quý anh chị lựa chọn. Thùng lươn này, ngày hôm nay bên em đang đóng này, chuẩn bị gửi khách hàng. Đấy, con dãy trong kia xa xa, trong đó là bên em những các cái thùng lươn của bên em đang trữ lại. Rồi, thì video ngày hôm nay bên em cập nhật cái giá lươn thịt, lươn thương phẩm cũng như là lươn thành phẩm trong cái tháng 7 này gửi đến quý anh chị. Thì nếu quý anh chị có cần những các cái thông tin cụ thể cũng như là các cái giá thành, các cái giá lươn thịt, lươn thương phẩm thì quý anh chị liên hệ qua bên em nha. Bên em có để cái số điện thoại trên cái màn hình video mà bên em đang chia sẻ đến quý anh chị. Đấy. Rồi, thì video ngày hôm nay bên em cũng xin tạm dừng tại đây nha. Nếu quý anh chị đang xem video bên em cũng như là lần đầu tiên vào xem video bên em thì cho em xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ bên em quý anh chị nha. Em bye bye quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.